đấy cho bọn ý là bọn đây vào đấy tắt đấy mà. Đây là chùa Nhạ Phúc, quê mình đây các bạn. Đoàn rước từ đình giờ ra tới chùa rồi các bạn. Đoàn rước là ở thôn 2, chùa Nhạ Phúc là ở thôn 4 các bạn. Đấy, các bà đang đón đoàn rước đã đến rồi chùa rồi các bạn. Thank you.
cái chợ Trần Văn Thoại à? Thank you.